Tôi nghe nó rớt tưởng đâu dính hay về dính ông nội này. Mình vô trong nhà mình làm video, mình ra mình anh em thấy gì không? Ok, bữa nay mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em là muốn xem phòng giới của mình và sâu của mình. Thì kể từ ngày mà cái con thằn lằn của mình nó mắc đó mọi người. Thì mấy con chim sắt nó phá quá. Sau mình mua 1 kg 2 kg đợi vô là nó mất tiêu ha. Thì cái này là giới này mọi người ha. Nó ăn xong nó ị phân tại chỗ luôn, mấy con chim sắt đúng mất luôn á. Nè, sau sau mình nó ăn à, ị hết không còn gì luôn, cứ bỏ ký sâu 2 kg sâu vô, giờ là phải che lại. Chứ hồi trước có cái thằng đất của mình là nó ăn uống hết rồi. Đây, ị khủng giới của mình chứa nè, mình ăn thấy không? Mình cho ăn toàn là cây này kia kia không. Thì hiện tại cái bẫy này là mình để dành mình bẫy mấy có con chim sắt đó. Nói chung là 2 ngày rồi mình xem thử cái tụi nó ăn như thế nào. 2 ngày ăn có 2 kg luôn á. Anh em biết số lượng của tụi nó đông như thế nào. Giờ mình để ở đây rồi mình chờ tụi nó tới bắt thôi. Bắt rồi đem chỗ khác mình thả, chứ mình không có để ở gần gần nhà mình đâu. Còn không thì ai có sự bắt thì cho chứ làm sao. Nó không giới mình đây. Ngang này là 50. Một gang tay của mình nó là tới 22 23 xăng lận. Đó. Anh em thấy ha, và dài qua đó thì chỉ có 70-80 thôi, cái hùng thì cao chỉ có 60 xăng. Thì anh em đóng như thế này, anh em về anh em thả giới vô vô tư thoải mái, ăn uống gì cũng cứ bỏ rộng như thế này nè. Đó, nó ăn 3 phay mì phơi bán rồi đó, hết rớt hết xuống đó hết, bình thường không sao. Ok vậy ha, thì cái hùng giới mình sẽ làm sao mà cho anh em xem, mình trữ giới nào mình chỉ nuôi có món đó thôi. Sâu thì chủ yếu cho mấy con ngoài ăn, cũng ít khi nào mà cho ăn bên trong đó. À, giờ thì mình vào bên trong chuồng rồi quay cho anh em xem ha. Anh em có thấy không? Thấy cái điều mình thấy không nha? Con trống bên kia nó lại đứng tổ nè. Đó, anh thấy không? Nó đứng tổ rồi. Còn bên đây thì nó làm tổ xong rồi, giờ mình chỉ chờ nó đẻ thôi. Đó, nó đứng trong tổ rồi đó. Đó, nó nhảy ra rồi. Còn anh trống này thì anh trống anh em cũng biết rồi, nó là anh trống con, đuôi một lao ra một lao. Nó sượng nó không ra, mình nắm mình nhổ luôn á. Đó, giờ thì nói là như vậy. Nó đứng ở đó cái đuôi nó cứ bợ lên cái cây nó biết cái nó cong ngược lên trên trời luôn rồi. Để mình nghĩ cho tụi nó hót cho anh em nghe chơi ha. Sao nó lại không hót vậy? Anh đi làm tổ mà sao vậy? Con máy đến đó còn trống đâu ta? Ok vậy. Tưởng đâu kì vậy? Máy dưới ảnh hay là hồ heo. Con này giờ đuôi bèo lắm, cũng được 25.
Thôi vậy anh em thấy dài không? Đó, cho nên là mình thích mấy con lửa Việt Nam hơn là vậy. À đúng rồi, sẵn mình nói luôn, chia sẻ với anh em luôn này ha. Thì mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau thôi ha. Chứ riêng mình là mình không biết dòng sinh hay là dòng Việt Nam mà dòng nào hay hơn. Thì rất là nhiều anh em chơi dòng sinh, mua bán dòng sinh thì anh em nói dòng sinh nó hot hay hơn và chất lượng hơn, hơi dài hơn. Thì anh em chơi thì anh em tự nhận định ha. Và đặc biệt một cái á, thì mình thấy á, rất là ít anh em giác con chim sinh anh em đem đi thi. Tụi anh em mua chim sinh giờ anh em ghép không à. Và đặc biệt cái nữa, đá hay gì đó anh em cũng không có giác chim sinh anh em đi đá. Tại vì con chim sinh nó có 100 triệu con mà, còn chim Việt Nam nó đâu có nhiêu tiền đâu. Và thường thì mình thấy chỉ anh em đá những con chim Việt thôi, chim sinh không đá. Và một cái nữa mình muốn nhận xét với anh em luôn là con chim sinh nó to hơn con chim Việt Nam. Và gốc chim sinh ở đâu thì anh em cũng biết rồi ha. Và đặc biệt một cái nữa là ở Việt Nam có rừng, và ở Singapore thì làm gì có rừng. Và anh em nghĩ con chim nào nó sẽ có giọng rừng hay hơn con ha? mình chỉ nói những cái mà mình cảm thấy nó thực tế hơn thôi. Còn đối với anh em nghĩ như thế nào mình không biết. Nói chung là có cái gì thì mong anh em không cảm bỏ qua. Cái việc này là không phải là mình đề cao con chim Việt Nam mà mình đánh giá con chim sinh nó thấp. Tại vì mình cảm nhận sao vậy thôi. Tại vì mình không có thích chim sinh và mình không chơi chim sinh. Anh em cũng biết rồi, mình không có chơi chim nhập từ xưa giờ rồi. Chủ yếu là Việt Nam gốc gác nó nằm đúng một chỗ, mình chơi một chỗ thôi. Cho nên là có nhiều cái thì anh em chia sẻ thì nhiều anh em hỏi mình thì mình thấy nó vô lý một chỗ. Là thường á, anh em chơi chim, anh em rất thích là những con chim già rừng. Và giọng của những con đó mới hay. Tại sao anh em chọn con chim già rừng? Tại vì những con già rừng ở ngoài rừng á, nó có khả năng chống chọi với tự nhiên và nó là một con phải nói là bản lĩnh lắm, nó mới thể sống được ở ngoài tự nhiên lâu. Cho nên người ta mới gọi là khích già rừng, hay những con đó mới gọi là đấu đá nó hàng cực kỳ. Và con chim sinh thì anh em nghĩ nó có rừng đâu mà để mà anh em chơi nó lên cho nó già rừng mà nó hay và nó bền hơn những con chim Việt mình. Và đặc biệt mình thấy cái này nè, đơn so sánh đơn giản thôi, là con chim với con người. Một cái người to con, mình đánh giá là con đó là người đó gọi là chim sinh đi, và một người Việt Nam giòn giòn nhỏ con như tụi mình thì cái sức bền á, hoặc là cái độ bền, độ dai dẻo rồi nói chuyện hay là chạy á, thì đố anh em là người nào sẽ nói được nhiều hơn và bền hơn và chạy có thể là nhanh hơn. Tất nhiên là người Việt Nam mình rồi, đúng không? Người Việt Nam mình là nhỏ con, là nói chung là khéo léo. Còn người nước ngoài thì làm sao bằng được, đúng không? Đó, chim cũng như vậy thôi. Mình nghĩ như thế. Nó rất là đơn giản. Còn cái này là mình không phải là mình nói xấu những anh em mua bán chim sinh là này kia nọ không hay ha. Nói chung là mình đã nói rồi, con chim nào nó cũng xuất phát từ cái gọi là từ nhỏ đi lên. Và con chim rừng á, nó ở rừng thì nó phải là đấu đá những con ngoài rừng thì nó mới phải có khả năng sinh tồn được. Đó, là những con đó chống chọi nó rất là cao. Còn những cái con ở môi trường nuôi nhốt như tụi mình á, thì tụi nó ăn uống ngập mặt rồi. Thì tụi nó sẽ không có bằng. Nhưng mà đặc biệt anh em không biết, anh em nào mà chơi lâu anh em sẽ biết cách làm sao con chim mình nó có khả năng như thế. Và nó như thế nào à, như mình nói anh em á, con chim con nhà mình vẫn luyện cho đi thi được bình thường đâu sao đâu. Mặc là con chim nó chim ép lên. Cho nên là mỗi người một sở thích thôi. Còn tại sao giá chim sinh nó cao như vậy? Thì tại vì đuôi nó dài và hình dáng nó nhiều lúc thì nó đẹp hơn chim Việt Nam. Nhưng họ sợ mà nói gốc nó cũng là từ chim Việt Nam ra thôi anh em, chứ nó cũng chả là gì đâu. Anh em mới nghĩ đi, ở Singapore làm gì có rừng để mà có chim. Chủ yếu là ở Việt Nam mình đem, họ đem qua thôi. Cái này thì mình nghe một lời kể của ông chú, là hồi xưa ở quận 9 có rất là nhiều cội thi chim, và người sinh họ qua đó, họ chơi, họ ở đó mọi người. Và họ mua những con chim hư, chim nói chung là không phải chim hư, gọi là những con chim thi rớt á, và họ mua về và đem qua đó họ nuôi, họ ghép. Cho nên mới có hiện tại bây giờ. Và đặc biệt mình nói cái này luôn á, thì đối với những anh em sinh sản á, thì nếu mà nói có bậy á, thì mong anh em không cần bỏ qua giúp mình ha. Là như thế này, có anh em nào dám đảm bảo một con chim sinh đuôi dài mà ghép với chim con ra toàn bộ đuôi dài hay không? Mình xin thưa rằng không có ha. Không đời nào có được đâu. Chỉ có giờ hiện tại là mình thấy đa số anh em nuôi chim sinh á, đa số anh em để cho những con chim sinh nó lớn lên, lên mép, rồi anh em mới bán theo số đuôi đó. Và con chim con thường anh em rất ít bán. Tại vì bán như thế có nhiều anh em
thì bán như vậy đuôi chim sinh, mà tại sao gai đuôi ngắn? Có nhiều người đuôi cha 38, mẹ đuôi 18 mà chim con đẻ ra 14 năm. Thì đối với anh em nghĩ thì con đó nó đạt chưa? Hay là nó chỉ mang bộ gen đuôi dài của cha mẹ thôi? Giống như nhà mình thôi, mình nuôi một con cha hay gần 24, con mẹ 14. Mà chim con á, mình bán cho người ta nuôi á, thì người ta nuôi được 14, 15. Mà nhà mình nuôi chỉ 13 mấy thôi. Đó, cũng tùy theo anh em. Không thể nào mà mình biết được đâu. Cho nên là không ai đảm bảo được con chim đuôi dài thì chim con nó sẽ ra đuôi dài. Và thái độ con chim con nó chơi tốt hay không tốt là một phần ở cho cái chăm mình đó mọi người, chứ cũng không phải là chăm như vậy nhưng mà sao căng lửa hay gì đó này kia nọ. Thì người ta chỉ thì cũng chỉ phần nào đó thôi, chứ cũng chả bao giờ ai chỉ hay cầm tay chỉ hết cho mình từ từ xuống dưới đâu. Chẳng qua là mình chơi mình trải nghiệm nó như thế nào thôi. Còn thật sự mà nói, lỡ có gì sai thì mong anh em không cảm bỏ qua giúp mình. Thì câu này thì mình thường thường mình hay nói rất là nhiều, tại vì chủ yếu là mình thì mình chia sẻ với anh em những cái mà mình nhận thấy. Mình là người chơi mà, mình đâu có phải là cái người mà gọi là mua bán kinh doanh và phải gọi là số má gì đâu. Thì chủ yếu là những anh em chơi thì anh em thích dòng nào anh em chơi trong đó. Ví dụ cho mình thích chim Việt, anh em vô quảng cáo chim sinh với mình thì thôi, không bao giờ mình mua đâu. Thậm chí anh em nào mà vô đem chim Việt kêu mình nói với mình thì chẳng có hỏi là mình nghe, anh em nói cả ngày, thật sự là như thế đó. Giống như con này cha mẹ nó đuôi dài mà chim con nó ra nhiêu, có 13 mấy nhiêu, có được 14, 15 đâu. Mà khi mà trong khi con kia mình nuôi ra như con bên đây nè, còn bên này con máy này bên này tới 14 mấy lần đâu rồi. Kiếm được đó, nó thấy không, máy 14 mấy mà trong khi đó cha mẹ nó đuôi ngắn hơn. Còn anh này cha mẹ đuôi dài còn khòn lòn luôn, cha 25 mẹ 15 7 lần mà anh có chút xíu. Chửi cái gen của nó mình nuôi không được tốt thôi thì nó ra như thế thôi. Nhưng mà biết đâu mùa 2 nó giống mẹ đó. Như con mẹ con này hồi trước anh em mới thấy nó chỉ có 12 năm thôi, mà mình nuôi một mùa lông lên một phát một lên 15 7 và ra bông luôn đó. Đâu biết được sau này mùa sau cái anh này anh lên vậy sao. Nhưng mà mình đang ghép với lại con trống con bông luôn à. Con trống thì một mùa rồi, thì nếu mà anh em biết cái cống ngay chỗ này của mình á, mình dẹp cái ống đó rồi, hồi trước nó ở đó đó, ngay cống me luôn á, hồi xưa là mình kẹp cái cống nằm trong cống me ngay chỗ đó đó, là anh em biết ha. Con cha mùa này mình nghĩ chắc ra cô đẹp ghê. Ấy con cha sao cũng có một lao vậy, và con cha mình không biết tại sao nha, bản đuôi to hơn chim con nha, đó con chim con rồi đó. Nói chung là mình chia sẻ vui vui với anh em thôi. Thì chim sinh tại vì người ta nhập về nên nó giá nó cao, chứ giờ chim sinh mà nhập về giá thấp thì tiền nội tiền nhập từ Singapore về đây thì biết bao nhiêu. Thì cũng thú thật với anh em luôn, thì nhiều anh em chia sẻ với mình nói những anh em bán chim sinh đó, trong vòng một năm thì anh em có thể lời gần trên 5 tỷ. Chỉ nhập về bán thôi đó, người ta lời 5 tỷ. Còn trong khi đó anh em không chơi chim Việt, mà chim Việt hiện tại bây giờ đang xuống giá rất là nhiều. Và nói chung là mỗi người sẽ mỗi sở thích thôi. Còn cái đó là mình chỉ nghe, mình chia sẻ với anh em như thế thôi. Còn thật hư thì mình không biết được, biết đâu thì người ta ghét nhau, người ta nói như vậy để anh em không chơi chim sinh nữa, rồi anh em chuyển qua chơi chim Việt Nam, cho chim Việt Nam có giá hơn chim sinh. Nhưng mà thật sự mà nói nha, nói thiệt á, mình nói thiệt, anh em nuôi chim Việt Nam từ từ lên cũng có thể là sau này anh em sẽ gần bằng như chim sinh. Nó như mình, anh em thấy không, mình ghép từ những cái con rồi, con hàng với lại con lửa nó đá nha, mình ghép từ con chim đuôi ngắn miết lên giờ anh em thấy không, tới 25 15 7 rồi đó, thì cũng là chim Việt mình không, nhưng mình nó ghép con nào đâu, từ từ nó giống nó lên từ từ. Cái con này thấy đuôi dài ghép được hợp mình sẽ đợi tiếp, mình ghép từ từ, mình đâu có bỏ cái nào đâu anh em thấy không. Lâu lâu anh em thấy mình lấy những con chim con của con đuôi dài đó mình ghép tiếp ra những con chim con nó lại đuôi dài hơn. Thành thử là mình nghĩ chắc tầm khoảng chừng một năm, năm nay hoặc là năm sau nữa mình có thể là có chim vượt hơn 25. Thì lửa mình ghép trong vòng 3 năm thì anh em thấy đuôi số đuôi mình lên tới 25 rồi đó. Là anh em hiểu là trong vòng 3 năm đó là mình cũng tròn lọng rất là nhiều mới có thể được vậy. Và thậm chí đâu phải những con bình thường đâu, kể cả ra những con chim bông anh thấy không. Nhưng ở đây cũng bông nè, bên này cũng bông nè, con này bông nhiều nhất. Và cũng có vui thì cũng có buồn mọi người, thì cũng có những cặp đẻ bông ra rất là nhiều và nó không khò nổi và nó đã ra đi. Ở trong cái đó số phận phải chịu thôi, chứ giờ mình biết sao mà ghép bông ra ngon lành hết, cha mẹ trống máy gì đồ đi hết, con trống nó làm ổ rồi.
Thì cái ổ đó mình có quay cho anh em xem á, chỉ chờ con máy nó chịu đạp máy nữa thôi. Đó, con trống nó đang chỉnh cái ổ lại. Bên đây con trống này nó cũng thấy mình thấy đứng ổ rồi. Đó, cho nên là tổ á, thì anh em nhìn cái này em sẽ biết nó là cái gì. Cái này là cái hộp đựng hoa của người ta quăng ngoài đường á, mình đi mình thấy mình lụm về và mình bít hết lại á, mình thoát cái lỗ đó. À, sau đó mình bỏ vô mình ghé chim thôi. Khá là đơn giản, anh em không tốn tiền hết, chỉ tốn xíu thời gian. Trong này thì giờ mình con trồng màu này là con trồng màu bữa mình bẫy chung với con trống ngoài rừng đó kia mọi người. Mình nhớ mọi người, nếu mà anh em mà xem kênh mình sẽ nhớ cái cặp mà mình bắt 2 ngày mới dính từng đó. Mình thấy con máy nó ok, mình đem mình bỏ vô đây với con trống bự con của mình và con trống ngoài kia mình để ngoài kia luôn rồi cho nó riêng rồi đó. Thì mình cũng sẽ cố gắng mình làm RV thêm để mình ghép thêm một cặp trồng màu nữa. Mình vô trong nhà mình làm video, mình ra mình anh em thấy gì không? Nói chung là mình mới quay video mình nói với anh em xong là cái bẫy này là mình để bẫy chim bắt chim. Thế bây giờ dính ông nội này. Từ đẹp dữ trời. Mí lửa luôn anh em ơi. Đó trời, tự nhiên không đâu lọc lá sáng sớm vô nhà vậy trời. Có dòng có mã số gì luôn ghê vậy. Thế bà. Thôi để mình bắt nó ra xong tính ha. Ngon ngon. Ngon luôn. Trời ơi kiểu này chịu gì nổi ta. Cặp này con này giờ chắc phải cả 100 triệu ạ. À. Hôm bữa mình xem YouTube mà nghe mấy anh nói cặp chim mà cỡ kiểu này mà xám xám giờ cũng phải ông kia bắt về bác sĩ gì mà 1 tỷ mấy á. À, giờ tỷ không đâu cả 100 triệu vô nhà. Phải phải nha, cái này cà vũ thì được nha. Rồi, để mình bắt nó ra tính. Khoan. Coi. Hồng đỏ lắm nha anh em. Không biết nó sao đây. Lỡ rồi, kiểm tra chơi luôn. Mỏ lột luôn. Ủa. Nè. Chặt trống rồi, hồng đỏ chét à. Ngon. Ngon lành luôn. Anh em đợi xíu nha, để mình bắt nó ra xong cái. Cái này mình có cameraman quay cho mình đẹp lắm luôn anh em. Rồi nó nè. Ồ, đã ghê không? Mí lửa này nha. Ồ, anh này chắc đói dữ lắm rồi. Hi. Mồng con này chắc có lăng á, bự to rồi nè. Đã không? Trắng hết luôn. Nè, chân trắng móng trắng rồi luôn. Lột luôn, chân lột luôn. Đó, lột cái hút ngoài nữa nè. Đã. Ôi nó đẹp dã man luôn má ơi. Chắc cái này ghép với chim nhà mình đẹp ạ. À. Mỏ dưới muốn lột hết luôn nè. Đó. Không có cameraman quay cho mình, không ai quay cho mình hết, uổng ghê luôn trời. Nếu có quay chắc đẹp chết hết trời. Như con mắt nó mắt có đỏ không ta, đợi mình xíu nha, xem mắt đỏ không. Cánh nó sẽ ngầu quả trưởng luôn. Hôm bữa nó giỡn với bữa mình qua bên Biên Hòa, cái anh kia nó anh mua một con chim như thế này 50 triệu một con, khiếp đạn luôn. Chứ con này giờ 100 triệu không nổi đâu, tại vì anh em ghép ra rất là nhiều rồi. Con này mình nghĩ là tầm giá đó. Ha, ngon. Chóp màu cũng đẹp lắm nha. Chim không phải chim nhuộm anh em, chim đúng luôn nữa. Nhuộm thì nó không phải vậy đâu. Tại cái xương nó trắng luôn nè. Đó. Thôi để mình đi kiếm lồng mình bỏ nó vô cái. Chờ mình xíu ha. Giờ mình chui vô đây lỡ xảy ra cái chết luôn á. À, mình lấy trái chuối của con trà màu kia mình cho nó ăn. Ôi, đã ghê trời, mồng đó nè. Thằng con này đỏ rất là nhiều, mình nghĩ chắc là trống luôn á. Mình chả biết nó dính kiểu này, không biết trống mấy. Ồ, lử nó đẹp ta. Giờ mới đi nha, này nó phải lử nó không. Nó lử nó cũng trắng đen đen luôn. Thôi, hạ vô. Cho nó vô. Ồ, nó giọng gì là trống hả mấy anh em.
Ô thừng luôn kìa. Đã nghe. Trời ơi là trời. Nói chung là mình không thích dòng này. Mặc dù là tự nhiên không có lọc lá sáng sớm thì nó cũng ok. Mà mình chả biết gì ở gần nhà mình ông nào chai vụ này nữa. Trời ơi, ngon lành luôn. Đó, cái bẫy đó đúng thiệt là thằng may mắn luôn. Rồi sạch gà rất gà. Nhờ mấy chim sẻ ăn hết tốn hết 2 ký sâu á anh em. 2 ký sâu luôn á. Ok, nghe lại. Trời ơi gì vậy? Kinh khủng vậy. Thôi mình đi rửa tay cái nha anh em. Đó, mình thấy nó dạng lắm nha. Ồ, nó dạng ghê luôn á. Rồi cho nó ở đây đi, tỷ tính. Biết đâu còn con nữa. Đó, cho mày ở đây. Ngon. Biết đâu khi nào nó đi cơ bày không ta. Ông nào ông chơi ông phóng xanh cái hàng này không. Mình che lại cái cửa này, chỗ này nó hở rồi. Trời quá. Đây. Ồ. Thôi gài tiếp. Đó là thấy không? Nhiều lúc á nó hên nó may mắn, giống như mấy con cú cho bò mỡ cũng vậy. Tự nhiên đâu nó mò tới là mình lượm đầu nó thôi. Chứ mình cũng chả biết luôn á. Nói chung mà cái hỏi gọi là rất là chim đậu hết nha. Tôi nghe nó rớt tưởng đâu dính ai về dính ông nội này. Dính thêm con nè. Đó, mình nói anh em thấy không? Đó, để vô là dính à. Ngày nay thử mình bắt được bao nhiêu con, thử có con gì ha, giờ mình bắt nó ra ha. Có lòng luôn. Đây, đó. Rớt đắt luôn rồi chứ, gà tiếp. Rồi xong đứt chỉ luôn rồi. Mọi người biết tại sao nó hay dính mặt này không? Tại mặt này mặt nhẹ nhất với lại có cái chung này nè. À, tụi nó tưởng là có đồ ăn, tụi nó nhảy vô, đứng lên là chết thôi. Đẹp. Hai nhóc rồi nhá. Đây. Đây, hai bé. Mấy này cũng đột biến nè, mở lọt nè.